Nguyễn Ngọc Mạnh có phải là người hùng duy nhất trong vụ bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng? Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng một cách ngoạn mục. Còn có một nhân vật nữa, đây chính là người đã phát hiện cháu bé và la hét thất thanh tạo sự chú ý. Đó chính là chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng, sống tại tầng 11, tòa chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, là người đầu tiên phát hiện bé gái 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A tòa chung cư đối diện. Chị đã kịp thời la hét thất thanh, quay clip ghi lại vụ việc, đồng thời hô hào mọi người tìm mọi cách cứu em bé. Chị Huế cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 4 giờ 30 phút chiều 28 tháng 2. Khi đó, chị đứng nhà mình, nhìn sang tòa chung cư đối diện, thấy em bé đang bò trên hành lang ban công. Chị bất ngờ và hoảng loạn, bắt đầu kêu cứu. Khi bé buông tay và rơi xuống dưới, chị Huế cũng chạy xuống dưới sảnh tòa nhà. Vì hai tòa chung cư cách nhau tường bao, không cùng đường nên khi xuống đến nơi, chị nhận được tin em bé đã được đưa đi cấp cứu. Biết tin bé bình an, không ảnh hưởng tới tính mạng, tôi vui và hạnh phúc, mừng cho em bé và gia đình, chị nói. Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chị Huế cũng được cư dân mạng phong là người hùng, góp công sức giúp người dân phát hiện cháu bé. Từ chính lòng mình, sự việc rất nguy hiểm, ai cũng sẽ hành động như vậy thôi chứ không riêng tôi, chị Huế nhớ lại. Chị nói rằng hành động của mình hoàn toàn bình thường, không có gì to tát. Đến bây giờ, chị không dám xem lại clip vì chị cũng sợ tiếng la hét của mình. Tôi còn không nhận ra được giọng của mình lúc đó, chắc vì quá hoảng loạn, chị chia sẻ. Ngay sau đó, chị Huế đã cung cấp clip cho công quận phường và quận để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Ngay khi mới nhận nhà, ngay lập tức tôi đã làm hàng rào ban công. Dù nhà có con nhỏ hay không, tôi nghĩ rằng cũng cần thiết làm hàng rào để bảo vệ tính mạng của mọi người, chị Huế cho biết. Hôm nay ngày 1 tháng 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng vừa có thư khen ngợi hành động dũng cảm, nhân ái của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư. Nội dung thư nêu rõ, ngày 28 tháng 2 tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một bé gái hơn 2 tuổi rơi từ lan can chung cư tầng 12A của tòa nhà. Trong lúc đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện, biết được sự việc trên, với tinh thần dũng cảm, nhân ái, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã phản ứng rất nhanh, ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang mái che tòa nhà và kịp thời đỡ được cháu bé đang trong tình trạng rơi tự do, cứu được tính mạng của bé gái. Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng. Bí thư Hà Nội viết trong thư. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Là cư dân sống trong chung cư 60B, chị M cho hay vẫn không hiểu vì sao cháu bé có thể trèo qua được lan can cao 1,4m đến 1,5m. Độ cao này tới người lớn cũng khó trèo. Khi biết tin cháu bé được cứu thoát, tôi vui mừng cho gia đình cháu bé, người đỡ cháu không khác gì siêu nhân, chị M chia sẻ. Tương tự, chị Hoàng Nguyệt sống tại chung cư cũng đặt câu hỏi, lan can cao ngang người tôi, không hiểu sao cháu bé có thể trèo qua được. Chị Nguyệt phỏng đoán, có thể bé leo lên bậc rồi trèo qua cây cảnh để ra bên ngoài. Theo chị Nguyệt, gia đình chị cũng có con nhỏ nhưng vẫn chưa lắp lưới chắn ngoài ban công. Sau vụ việc này, chị Nguyệt và nhiều gia đình cũng có những bài học riêng cho mình. Tôi nghe nói chi phí lắp rào chắn khoảng 160.000 đồng trên 1m2, không gian lan can khoảng 7m2, ước tính khoảng trên 1 triệu đồng, chị Nguyệt chia sẻ. Tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, hầu hết các căn hộ đều được lắp lưới sắt để đề phòng việc các cháu nhỏ trèo lên lan can. Tuy nhiên, vẫn còn một số căn ở tầng 11, 12A, 15 chưa được lắp đặt lưới an toàn.